Ngay sau lễ công bố, Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo Thiết kế Vi mạch và Trí tuệ Nhân tạo Đà Nẵng là tọa đàm với chủ đề Đà Nẵng và chính sách đón làn sóng đầu tư phát triển ngành thiết kế vi mạch, trí tuệ nhân tạo. Trong khuôn khổ tọa đàm, thành phố đã thông tin về nội dung và lộ trình xây dựng các chính sách khuyến khích hỗ trợ cụ thể để phát triển ngành thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo mà thành phố đang triển khai thực hiện. Dịp này, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông cũng sẽ chia sẻ về định hướng chính sách phát triển ngành vi mạch bán dẫn của Việt Nam và một số gợi ý đối với Đà Nẵng. Lãnh đạo các trường đại học, các cơ sở đào tạo của thành phố Đà Nẵng đưa ra một số đề xuất chính sách cụ thể cho công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh hiện nay. Tọa đàm cũng diễn ra phiên thảo luận bàn tròn về chính sách đón làn sóng đầu tư phát triển ngành thiết kế vi mạch trí tuệ nhân tạo và gợi ý phương hướng hoạt động của trung tâm DSAC với sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý nhà nước, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp hướng đến mục tiêu chung mà thành phố đã đề ra.